Tức vô mà nó tính vào cơ. Không biết Trang kìa. Chốt gửi cho anh Trang nhé, để cho Hà đăng lên Facebook luôn. Không. Họ đang không nhìn mặt em đâu. Qua bên em là ai đâu. Chị quay bên này, chị quay sát với cái cận của cận cảnh của mụn thôi chứ chị quay vào mặt em. Bên này quay có tóc tím với em thôi nhất thoải mái. Hà sắp đẹp dính ở cây gối nơi rồi. Không cần chỉnh, nó tự nét đúng không? Tự mắt mà. Mình không cần chấm, thỉnh thoảng chấm vào mình phát. Nếu mà nó mờ thì chấm không thôi. Nó tự nét rồi. Mình không dùng tay lắm. Em quay em để xem có điện thoại phê cái này xem có vài đời chưa? Có điện thoại luôn. Zoom ra phê hơn rồi. Nhân nó vậy, nhân nó một ẩn này toàn vậy mà. Không cứng được đâu. Già là mới cứng, em hiểu không? Nó phải có đầu là mới cứng. Nếu mà nó cứng quá thì nó bị rỗ hay thì đúng không? Không. Cứng. Nó to lỗ sẽ rông. Kiểu ẩn này hay bị vậy mà. Hay mềm này. Còn cái kiểu ẩn mà có đầu ấy mà không cần phải chọc ấy thì cái đấy thì cứng lắm. Còn ẩn kiểu ẩn mà chiếc đầu như thế này hay mềm như thế này. Chơi sáng em vậy cỡ mặt này không biết. Nữa? Có biết nặng không? Em tự nặng. Một ẩn tự nặng lên chứ, một viêm mà tự nặng xem. Phải rỗ hết. May em không bị viêm, nếu mà cũng một hai cái to to luôn.
xong là sang chỗ khác còn nặn đau hơn, nặn nó còn bị trượt đấy, ấn chậm đau nữa, thả ấn nhanh kết thúc một lần, người khách chưa kịp đau mình ấn xong.
Không, cháu nếu khi cháu nói nhanh cháu vẫn bị đá mà. Cháu nói nhanh cháu vẫn bị đá ấy. Cái đấy không thể nào mà đúng là nói nhanh không thể làm chấp nhận. 7 phút rồi tắt nhá. Ừ, bạn tắt để làm video.